Mọi người có nhu cầu mua Free Fire, thử một like kim cương, quay tay nhận ngàn quà khổ và nhiều phần thưởng khác chỉ với 25k. Mua nick Free Fire giá rẻ chất lượng hãy đến với shopanhfor.com. Ấy yo, và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với cái channel của Đông Fan. Thì ngày nay mình vừa mới rút trên shop mình 1k9 kim cương để mình về mình mở cái hộp súng này, hộp súng gì đấy ta? Hộp súng súng tiệp trùng anh mà. Để mình săn cây M500 tăng một vạch sát thương. Bởi vì bữa trước là có một bạn comment đứng top comment ấy, được hơn 500 like phải, là kêu mình là dùng thử thách cầm M500 lấy top 1 đi. Đó, hôm nay tiện thể là skin súng mới ra mình sẽ test luôn và làm thử thách cho anh em xem luôn anh em ạ. Mà anh em là có nhu cầu mua nick Free Fire ấy thì hãy lên shop của thằng fan.com nha. Đó. Wow. Ô, mình vừa mới ra cái gì vậy anh em? Cái bờ Brazil à? Thử để mình mở thêm X10 nữa. Để chúng ta săn bằng được cây. Ra thêm được cây cây súng gì mình quên mất mở rồi mà bây giờ mình hết kim cương nè. Mình ra được hai cây thì phải. Ra cây AUG với lại cây hình như cây kia giống cây Brazil vãi trưởng ra ấy. Không ra được cây M500 ạ, phải. Thương thương đau đầy, ai chưa like, chưa phải là phèn. Trong thói đời, phèn ra nước mắt. Ok, và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với cái channel của Fan. Thì nay mình đang trên đường thực hiện làm thử thách cầm M500 lấy top 1. Do một bạn đứng top comment mấy video đợt trước của mình ấy. Với lại là bạn cứ comment liên tục thôi, mà anh em cũng like khá là nhiều. Lên nay mình sẽ thực hiện cái thử thách cầm M500 lên top 1 cho anh em xem. Mà tiện thể là nay mình test luôn quả Pokemon. À đấy ôi, có M500 luôn anh em à. Thì nay tiện thể thì mình test luôn cái quả bom keo mới đấy. Để bo cuối nếu mà mình solo không được với mấy anh trai cầm súng gần đấy, thì mình sẽ xài skin tank bo lấy top 1 bằng cách là vây bom keo lại vào cuốn máu anh em à. Rồi, hợp lý. Ủa mà nay có vẻ nhảy khu xanh không qua cũng tốt cho làm phèn đấy. Đây có đạn lục nữa này. Ui, may mà trận này mình nhảy khu xanh nhiều súng lục anh em à. Với lại không ai nhảy nó hợp lý. Chứ trận trước mình nhảy mấy cái khu ví dụ như làng Kim Nam ấy, kiếm M500 không có luôn, toàn USB thôi. Mà mình làm thử thách này cũng khá là cực ấy, là mong là anh em xem video này của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và một comment dưới. Và nhớ là đăng ký kênh và bật nút chuông lên anh em nhá. Comment một hai cái gì bên dưới cũng được, tiện thể là share cho vài phát để thằng fan lấy cái lượng tương tác anh em. Có anh chàng chạy xe, ủa? Anh chàng chạy xe du lịch sang bên kho quân sự thì phải. Để mình nhặt đây đồ xem đây có gì không. Mình dí ra sau lưng luôn. Đây có đất bo này. Tí nữa mình quay lại mình ăn anh em à. Úi sợi, có mắt càng cực bên nhà lỡ. Từ từ trước mặt có người nữa này em ơi. Sao khu vực đập thủy điện này lên top trending hay sao ta? Từ, để mình bây giờ mình kê cam hai hướng là anh trai kia vừa có bắt xong này anh em. Để mình kê đầu. Mà mình phải cam hai hướng lận anh em à. Không biết anh trai bên tay phải mình có đẩy qua không ta? Là vẫn đứng góc kia vậy. Đứng ngắm à, đứng ngắm à, đây. Từ đúng rồi đó, trai đứng ngắm. Đừng kê đầu. Xời. Có một kill headshot đầu tiên bằng M500 liền rồi anh em, ngon. Thơm. Nhưng nó bắn chết anh trai bên góc cái dừa này rồi đúng ta? Thế lại hợp lý luôn rồi. Một pha vét máng xương hợp lý đến từ vị trí của fan cắt mồi. Từ đây mình qua đây mình lút đồ đã. Kiếm tí giáp 3, con nãy mình quên mình lút full xanh kiếm giáp 3 anh em à. Đây có ba lô 3 này, ngon này. Giáp 3 luôn này, hợp lý nhá. Rồi, thôi. Tính nhật SKS mà quên mất là nay chúng ta làm thử thách cầm M500 lấy top 1. Các bạn yêu cầu khá là nhiều ấy. Quét map xương, fan mồi đại dương. Hình như là kho quân sự clear rồi anh em à. Ấy. Thế thì nó lại hợp lý cho thằng fan cắt moi lút đồ này anh em. Để cho xem đây xem có gì không. Bây giờ là mình cần là bom keo thôi anh em à. Đạn súng lục bây giờ mình nghĩ là đủ rồi. Ở đây nhặt thêm một đoạn đi. 54 viên từ. Từ dưới có chị ạ. Đi đâu đây? Ấy á. Chút bờ chạm hết shot. Ui. Trời ơi fan ơi là fan. Nay mình đang chơi phi mắc hay phi thường với ta. Giúp sao nó không lên vậy? Lên đầu chứ. Ui trời. Lên đầu, ôi một viên lên đầu, ôi trời ơi, mẹ không được kill headshot luôn mà chắc là mình phải chỉnh lại con. Ấy, lô, từ quay lại nhặt xác đã. Hình như là nãy chị gái mặc mũ ba thì phải, mình bắn một viên, ôi chuẩn luôn này anh em. Một viên M500 mũ ba vào đầu nó chỉ có hơn 100 tiết thôi, mũ hai thì may ra chúng ta đủ sát thương luôn. Từ bây giờ mình chỉnh lại cái nút bắn coi, cho nó nhỏ một chút xíu, ok, tầm này là khá ổn nè.
mấy tay của mình dạo này mình cắt móng đi ấy, đâm ra chơi nó vẫn chưa quen. Mình bây giờ mình tập chơi cắt móng tay anh mà, không để móng chơi nữa. Cào rách hết màn hình ạ, thay màn hình mất mấy triệu bạc. Thôi bây giờ bọn này còn có 22 người này, nên là phải sẽ cố gắng lấy top 1 sương sương. Thế ai luôn anh bạn, nãy mình để ý là khu thung lũng này có quả thính bị ai ăn mất nè. Ở đây có đòn bo này, thử để xem bo. Ui, bo 1 nó còn chưa thu xong nữa. Chờ bo 1, ấy nhá, ôi cái thính đây này. À, khả năng nó ăn thính xong nó sẽ chạy lên bên trên đây. À đây. Làm gì đấy, đập bo kẹo lên nó sửa. Chập làm chết, ui sòi ôi. Ui, ông ạ, ui, không được kill hết sọt anh em mà, cay đấy nhở. Nhưng mà không sao, chúng ta vẫn được 3 kill bằng M500 rồi. Miễn biết sao là dùng M500 lấy top 1 là được rồi anh em. Uầy, anh trai tính dùng bom keo thường lên nóc xưởng ạ. Thế nhưng lại gặp thằng phèn riêu đúng không? Nhưng nay thằng phèn lại cầm bom keo thường rồi, nên chúng ta không thể nào lên được cái nóc xưởng. Nay mình test 3 món luôn đúng không? Mình test bom keo này, mình test M500 này, mình test luôn cái bộ đồ mới này, bộ đồ FCS nè. Thì nay mình kêu một clip khá là đầu tư, nên anh em xem video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và một con dương dưới nhá. Comment 1-2 cái thôi anh em à. Ăn nhẹ cái đón bo để xem cái bo 3 về đâu. Ui, bo 3 nó vào giữa khu thung lũng này à. Ồ, thôi để mình đi ra vì rìa bo đi. Rìa bo check đi anh em à. Với lại nếu trường hợp mà mình ở giữa bo như vậy ấy, mà mình bị 2-3 thiên niên kẹp thì mình gãy khá là cao ấy. Thế thôi chúng ta sẽ lôi đi anh em nhá, để giảm tỷ lệ gãy top. Ô, 2 thu xong này anh em. Ui mà cái nhờ lờ có cái đón bo nó ngoài bo rồi. Thôi để mình liều mạng mình ra mình ăn cái đón bo luôn, để mình xem cái bo 4 nó về đâu ấy. Nếu mà mình có đón bo thì nó cũng sẽ dễ biết bo hơn, chạy bo dễ hơn anh mà. Bo này có 9 người à. Mình sẽ cố gắng sống sót tầm khoảng săn thêm 4 này, thêm 1-2 cứu là ok này. Ô, cái đón bo đó rồi. Ơ xịt, đón bo bị đứa nào ăn mất tiêu rồi em ạ. Bên đây có cái bát này. Ý, từ để mình lén vào ngoài bo vào chúng ta cái đầu này nghe. Hợp lý từ nha. Đấy mình nghe thấy tiếng súng ngay bên dưới bờ đồi nè. Di chuyển nhẹ nhàng như đưa nàng đi ỉa vậy. Anh trai trước mặt mình để chúng ta nằm rón rén. Anh trai đang chạy lên khu vực nhà gỗ ấy. Đừng ngắm ai kìa đúng không? Từ tranh thủ cơ hội mình chạy lại mình lấy cốc cây để nó ngon hơn. Thôi. Ui rồi. Chưa kịp kẽ đầu. Trên đồi mình có combat căng cực em ơi. Tính ra là khu này là hơi đông nha. Tới mà mình chờ xem có anh trai nào chạy lại nhà cái xác này không. Mẹ, anh trai chạy từ bờ đồi lên mình chưa kịp kẽ đầu thì đã ngất mất tiêu rồi ạ. Tiếc nhở. Rồi đúng rồi đó. Chạy vào nhà gỗ đi, mai đang phải chạy bo được. Hay quá anh em ơi. Cơ hội cho phải chạy bo rồi. Mẹ, tí thì bị anh trai phát hiện là anh cam bo thôi là khỏi chạy luôn đấy anh mà. Rồi vào được nhà ba gian là ngon này. Từ quay lại bên nhà gỗ cam trai ấy, đâu ta? Vừa nãy chạy nhà gỗ xanh này mà. Hay là chạy qua bên kia là nhỏ. Đây. À. Chạy qua bên nhà ba gian ấy. Cái đầu ui. Hình như là nó đang phát hiện ai trong nhà đây. Mẹ chưa kịp bấm nút bắn nữa anh em à. Từ đứng im đi anh ơi, đứng im đi anh ơi. Để em có món quà bất ngờ cho anh này. Ấy đúng rồi đấy. Được. Ôi xịt. Anh trai quăng lựu đạn kìa. Từ rồi xong chưa đồ bắn nữa rồi mọi. Mẹ để mình lấy cái góc này đi, lấy cái góc khác đi. Chứ góc này cảm giác là không ổn nè. Con mắt sườn. Đâu. Nhà bây giờ trong bao ông ta. Thôi. Mẹ chưa kịp bắn anh trai thì đã ngất mỡ rồi anh em hả. Ui trên đồi mình có người nữa. Wow. Sao cảm giác càng ngày càng nguy hiểm vậy ta. Bo cuối như này còn mấy khu vực nhà nhiều này mà. Mình còn không có súng gần nữa thì toang lắm anh em à. Được, căng quá. Trên đồi có người. Cả hai bên đồi đều có người luôn á. Thì chỗ có bên nhà L đi. Mong là không. Ấy, ui xịt. Ui. Trời ơi, từ. Chạy đây bước quay tay đi mẹ, nguy hiểm thế nhở. Đâu ra anh trai được cài mình ngay trên đây vậy. Tí thì thằng phèn vỡ mồm ạ. Từ chế đồi có người đang á, đây cái sự. Cái sự. Sợi. Hợp lý thôi mọi, hợp lý thôi mọi. Uầy. Bo này vẫn còn 5 người ấy mà, hình như bên trên nhà gỗ chúng mình có người nè. Phải me nữa. Ui, trường hợp này có vẻ là chạy bo hơi căng nha. Bo lại còn lên trên đồi kia nó mới khó kìa. Mấy nhà bát gian của người. Như trong nhà bát gian của người thì phải. Ui, bo này còn 4 người nó căng quá. Chạy bên nhà bát gian đi. Bo này không ra hết, ngon. Được nhặt đồ. Đại gia bóng kem ơi. Xôi, đây có giấc 4 này. Giấc 4 đi, lúc may bo cuối gặp mấy thánh quang quang lựu thì chúng ta còn có giấc 4 ở trụ được. Bóng lụi các thứ nữa. Rồi còn 3 đứa nữa thôi mời. Từ để mình chờ bo sát lại rồi chúng ta chạy này.
Nếu trường hợp boss cuối này mình sẽ phải chơi chiến thuật tank boss thôi anh em à. Tank boss là vô địch luôn á. Từ chờ boss thu lại đi. Boss cuối cầm M5500 solo là chúng ta không thể nào lại được. Boss đang bắt đầu thu lại rồi. Thằng fan đang chờ boss thu. Nếu mà anh em cho mình thử thách cầm G18 thì nó dễ hơn. Chứ cầm M500 mà solo boss cuối. Đúng rồi đó. Mấy anh trai đang combat bên tay phải mà. Cầm M5500 solo combat boss cuối khó lắm. Chạy qua góc này đi. Để cho boss ta. Ui, ngon. Rồi, mình lấy góc được an toàn này. Từ đặt game ở đây cho an chắc này. Bây giờ mình phải chờ boss thu, mình chơi chiến thuật tính boss thôi anh em à. M500 solo boss cuối không được đâu. Nếu mà mình cầm G18 bay ra á, từ trong này cho boss đốt tí máu đã. Ok, một tầm này máu là ok nè. Rồi boss bắt đầu thu 7 giây. Wow. Đấy anh ơi, anh trai kia bây giờ nó phải ca mình nữa này. Từ rồi mình sẽ tạo áp lực cho anh trai gốc cây. Mình sẽ không bắn hết nha anh em. Bây giờ mình chỉ cố gắng tank bo thôi. Để xem cái bo nó thu mình. Nó thu hơi nhanh. Vào sâu một chút xíu nữa. Và sâu một chút xíu nữa nè. Ấy, góc này chưa được. Được vào sâu góc này là ok. Ấy, ngay đây đi. Được này anh em. Đập cái vật lại. Ok. Rồi chuẩn bị quay tay nữa nè. Quay tay góc tầm này kịp. Kịp thêm môi. Được. Thử thách cầm M500 top 1 đến đây là hết kết thúc rồi em ơi. Trời ui. Sau 3 tiếng đồng hồ thằng fan làm thử thách này cuối cùng bây giờ cũng thành công rồi anh em à. Chiến thuật tách bo huyền thoại top 1. Xong. Yes. Và như vậy là thử thách chỉ dùng M500 lấy top 1 của mình đến đây là hoàn thành rồi anh em à. Trời ơi. Sau 3 tiếng đồng hồ vật vã. Bây giờ hiện tại là gần 4 giờ sáng rồi. Thì thôi, chắc clip thử thách dùng M500 lấy top 1 của mình xin đến đây là kết thôi. Anh em xem video của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và một comment dưới. Và nhớ đã đăng ký kênh và bật nút chuông lên anh nhá.